Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 18 tháng 11 năm 2022 giá đi ngang. Hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi tiếp tục đi ngang. Thị trường lúa thu đông ổn định, nguồn lúa chưa cọc còn lại ít, thương lái hỏi mua nhiều, chấp nhận mua với giá cao. Tại An Giang, nếp vỏ tươi Long An 7.900 đến 8.000 đồng. Nếp An Giang 7.200 đến 7.300. OM 3.80 giá 6.200 đến 6.300. IR 50404 6.400 đến 6.600. Lúa nàng qua chín 6.900 đến 7.200. Đài thơm 8 6.700 đến 6.800. OM 5451 6.500 đến 6.650 đồng. OM 18 6.700 đến 7.000. Nếp An Giang khô 8.400 đến 8.600. Nếp Long An khô 9.000 đến 9.200. Tại Sóc Trăng, OM 380 5.900 đến 6.000 đồng. Đài thơm 8 6.400 đến 6.700. Lúa IR 50404 6.000 đến 6.100. VNR 20 6.000 đến 6.100. OM 4900 6.100 đến 6.300. OM 5451 6.200 đến 6.400. OM 18 6.700 đến 6.900. Lúa Tài Nguyên 6.500 đến 6.700. RVT 6.800 đến 7.100. Lúa ST 24 7.000 đến 7.500. Lúa ST 25 7.400 đến 7.700. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR 50404 6.100 đến 6.400. Đài thơm 8 6.400 đến 6.800. OM 5451 6.300 đến 6.500. OM 18 6.700 đến 7.000. Tại Cần Thơ, OM 380 6.100 đến 6.300. IR 50404 6.100 đến 6.400. Lúa nàng qua chín 6.800 đến 7.200. Đài thơm 8 6.600 đến 6.800. OM 5451 6.300 đến 6.600. OM 18 6.700 đến 7.000. Lúa Jasmine 7.800 đến 7.900. Tại Đồng Tháp, OM 380 6.100 đến 6.300. IR 50404 6.100 đến 6.300. Đài thơm 8 6.700 đến 6.800. OM 5451 6.200 đến 6.500. OM 18 6.700 đến 7.000. Nếp vỏ tươi Long An 7.500 đến 7.700. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR 50404 6.000 đến 6.400. OM 380 6.100 đến 6.200. Đài thơm 8 6.500 đến 6.800. OM 5451 6.300 đến 6.600. OM 18 6.700 đến 7.000. Nàng qua 6.800 đến 7.200. Lúa TS 17.100 đến 7.300. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An 7.500 đến 7.700. IR 50404 6.000 đến 6.400. Đài thơm 8 6.500 đến 6.800. OM 5451 6.300 đến 6.500. OM 18 6.700 đến 7.000 đồng. ST 24 ST 25 từ 7.500 đến 7.800. Giá có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video và có thể bình luận vào kênh để trao đổi và đóng góp ý kiến nha. Xin kính chào.